an toàn giao thông, kiến thức cần biết. Tại Việt Nam, trong số các trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích thì tử vong vì tai nạn giao thông chiếm tới 50%. Chính vì vậy, cần nâng cao nhận thức và phòng chống tai nạn giao thông cho trẻ em và cộng đồng bằng việc phát huy sự tham gia của chính các em. Trẻ em dễ bị tai nạn khi tham gia giao thông do ý thức về an toàn giao thông của các em chưa cao. Phần lớn các em chưa nắm được hoặc chưa nghiêm chỉnh chấp hành luật và các quy định về an toàn giao thông như vượt đèn đỏ, đi bộ dưới lòng đường, băng qua đường bất ngờ không quan sát, đùa nghịch, đu bám đầu xe, đá bóng dưới lòng đường, đạp xe, dàn hàng ngang, lấn chiếm làn đường các phương tiện khác, vượt trước mũi ô tô, xe máy hoặc lên xuống xe không quan sát trước, sau nên dễ bị va quệt. Ý thức tham gia giao thông phụ thuộc vào nhận thức của các em. Nếu các em chưa có nhận thức đúng khi tham gia giao thông thì nguy cơ bị tai nạn, thương tích vẫn còn rất lớn. Do đó, các em cần trang bị cho mình các kỹ năng sống và kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích, trong đó có tai nạn giao thông. Một số kỹ năng các em nên làm quen và học thuộc: quy định của đèn tín hiệu giao thông, xanh đi được, đỏ dừng lại, vàng chuẩn bị dừng, và một số đèn biển báo giao thông cần thiết như không đi ngược chiều, cấm rẽ trái, chú ý có tàu chạy qua. Các em dưới 7 tuổi khi đi qua đường cần có người lớn đi kèm. Đối với các bạn lớn hơn thì đi theo hàng, nắm tay nhau hoặc nắm áo nhau và không thể nhảy đùa người khi đang đi trên đường. Chỉ qua đường khi đèn xanh và đi ở những nơi có vạch chỉ dẫn dành cho người đi bộ, đi cầu vượt. Nếu bắt buộc phải qua đường chỗ không có vạch như trên, cần dừng lại lề đường và quan sát các phương tiện giao thông bên trái, bên phải mình. Đi bộ trên vỉa hè, nơi không có vỉa hè thì đi bên phải đường, không đi dàn hàng ngang trên đường. Đi từ trong ngõ ra, các em cần quan sát kỹ, không được chạy vụt ra đường. Khi muốn rẽ phải, rẽ trái cần quan sát, sau đó bật đèn xi nhan. Nếu đi xe đạp điện hoặc giơ tay xin rẽ, nếu đi xe đạp thường, luôn nhường đường cho người đi bộ. Không lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe khi đi trên đường. Dừng xe khi có đèn đỏ và đi trên đường phải tuân thủ các tín hiệu giao thông. Không đèo 2-3 người đi hàng dàn ngang ra đường. Đi đúng phần đường dành cho phương tiện giao thông mình đang sử dụng. Không đua xe, không chơi dưới lòng đường, vỉa hè, gần các khu vực đỗ ô tô. Không đùa nghịch trên ô tô, xe buýt và gần chỗ có xe đỗ. Không nhảy, đeo bám các phương tiện giao thông. Khi đứng đợi xe buýt phải lùi lại 3 bước hoặc 5 bước đến khi xe dừng hẳn mới lên. Không chen lấn, xô đẩy nhau khi lên xe buýt và ngồi yên tại chỗ, không thò đầu, thò tay ra ngoài khi đang ngồi trong ô tô. Nếu nhà ở gần đường, các bạn hãy quan sát kỹ mỗi khi đi từ trong ngõ ra ngoài đường và đi ngang qua đường. Nếu đi xe cần giảm tốc độ, bấm còi hoặc chuông, đề phòng trường hợp có người chạy băng qua đường sẽ bị va chạm gây tai nạn. Các bạn từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm, đúng chủng loại và kích cỡ mũ dành cho trẻ em khi tham gia giao thông cùng bố mẹ trên xe máy. Trước khi tự đi một mình ra đường, các bạn nên bảo cha mẹ, anh chị đi kèm một thời gian để thực sự quen xe, quen đường, biết xử lý tình huống bất ngờ mới cho đi một mình. Các bạn nên yêu cầu người lớn dạy cách kiểm tra các phương tiện giao thông như phanh xe, bản đạp, đèn xi nhan, bánh xe đủ hơi, đảm bảo cho lưu thông an toàn. Nếu các bạn buộc phải ra đường vào trời tối, phải mặc quần áo sáng màu, có quần áo phản quang càng tốt để các phương tiện khác biết tránh. Khi tham gia giao thông đường thủy, các bạn cần phải mặc áo phao, không lên tàu quá đông và chen lấn xô đẩy trên tàu phà. Đồng thời, các bạn tuyệt đối tuân theo những quy định an toàn trên tàu, không chạy đi chạy lại, thò đầu, thò chân ra ngoài cửa sổ tàu, thuyền lúc tàu đang chạy.
Để hạn chế tai nạn giao thông, các em cần có những hiểu biết và tuân thủ các quy tắc luật lệ về an toàn giao thông, nâng cao ý thức tham gia giao thông nhằm loại bỏ các nguy cơ làm tổn hại cho chính mình và những người xung quanh.